Ukraine đặt cược số phận Kiev vào cựu tư lệnh lực lượng ở Donbass, ông là ai? Tờ Vz.ru mới đây đã đăng tải bài viết về tình hình chiến dịch quân sự của Nga ở khu vực Kiev và quyết định điều tướng Paliuk, tư lệnh khu vực Donbass, về thủ đô Ukraine. Ít giờ trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra quyết định thay đổi những người phụ trách tại các khu vực quân sự trọng yếu hiện tại ở Donbass và thủ đô Kiev. Cụ thể, ông Zelensky ra tuyên bố, để tăng cường khả năng phòng thủ thủ đô và khu vực Kiev, tôi đã bổ nhiệm anh hùng Ukraine, chỉ huy chiến dịch lực lượng liên hợp ZFO, chỉ huy khu vực Donbass, Trung tướng Oleksandr Pavlyuk làm người đứng đầu cơ quan quân sự khu vực. Thiếu tướng Edward Mokalev, một người yêu nước và chuyên nghiệp, đã trở thành chỉ huy mới của ZFO. Tính đến sáng ngày 16 tháng 3 theo giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam, lực lượng Nga chủ yếu là lính dù đã kiểm soát khu đô thị vệ tinh Iprin ở Tây Bắc Kiev, đồng thời tiến hành pháo kích tiêu diệt các khu vực phòng ngự kiên cố của phía Ukraine. Ở phía đông Kiev, các lực lượng Ukraine đang cố thủ trên tuyến đường Brovary-Borispin và đưa thêm các lực lượng dự bị đến đó. Phía Ukraine cũng tuyên bố phản công ở hướng sân bay Gostomel, giao tranh đang tiếp diễn tại Losinaya Pucha, một khu rừng khá gần với một cứ điểm Ukraine bị lính dù kiểm soát vào rạng sáng 16 tháng 3. Và xa hơn là Vigorov. Nhiều khả năng các lực lượng Nga đang cố gắng kiểm soát ở Vigorov là đập nước của nhà máy thủy điện Kiev. Làm chủ mục tiêu này sẽ giúp cho các hoạt động quân sự ở khu vực lân cận thủ đô Ukraine dễ dàng hơn. Trong bối cảnh đó, có vẻ như Tổng thống Ukraine đã ghi nhận công lao của tướng Pavlyuk trong việc chỉ huy lực lượng Ukraine chống lại chiến dịch đặc biệt của Nga ở Donbass và giao cho ông chỉ huy phòng thủ Kiev. Rất khó để tưởng tượng những gì tướng Pavlyuk có thể giúp ích cho Kiev trong chiến trận hiện tại. Kế hoạch bảo vệ Mariupol được ghi nhận công lao cho ông chỉ bao gồm việc triệt thoái, phá hủy các cây cầu và toàn bộ lực lượng Ukraine ở mặt trận này hiện bị bao vây trong thành phố. Trong quá khứ, tướng Pavlyuk cũng bị đánh giá là một trong chỉ huy không mấy thành công. Trong chiến tranh Donbass từ năm 2014 đến 2015, lữ đoàn cơ giới số 24 dưới sự chỉ huy của ông không thắng nổi một trận nào trước các lực lượng thân Nga và đơn vị này đã gần như thiệt hại toàn bộ trước khi ông bị loại khỏi vị trí chỉ huy. Tuy nhiên, có vẻ như sau tất cả, tướng Pavlyuk lại nhận được sự tin tưởng từ cá nhân ông Zelensky, người đã đưa ông trở lại các vị trí chỉ huy cao cấp nhất ở Donbass. Và giờ đây, khi cụm quân Ukraine ở Donbass đang đứng trước bờ vực rơi vào các nồi hầm, việc bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chính cho tất cả thành người đứng đầu bảo vệ thủ đô là một quyết định khá khó hiểu. Cần lưu ý rằng, cụm quân Ukraine ở Donbass đã gánh chịu những thất bại nặng nề. Lữ đoàn biệt kích số 53 đã mất cờ hiệu và gần như đã bị xóa sổ ở Volnovakha và Mariupol. Lữ đoàn cơ giới số 24 đã bị đánh bại, chỉ huy đã không qua khỏi, mất cờ hiệu và bị bao vây trong nồi hầm ở Lugansk. Số phận của lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 hiện đang bị bao vây cùng với các lực lượng Ukraine khác ở Mariupol được cho là khá đáng buồn, mặc dù số phận của đơn vị này vẫn chưa được làm sáng tỏ. Ukraine bắt đầu phản công lực lượng Nga từ nhiều hướng. Giới chức Ukraine cho biết quân đội nước này bắt đầu phản công lực lượng của Nga từ nhiều hướng khác nhau, làm thay đổi đáng kể tương quan của hai bên. Quân đội Ukraine đã tìm cách giáng đòn vào lực lượng của Nga và bắt đầu phản công ở một số khu vực. Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16 tháng 3 dẫn thông tin của Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đăng tải trên Facebook cho biết. Thông tin cho biết thêm, quân đội Ukraine đã khai hỏa tên lửa và thả bom vào các lực lượng của Nga với 9 đợt tấn công trên không nhằm vào đoàn xe quân sự và nhóm binh sĩ Nga. Quân đội Ukraine tuyên bố đã phá hủy 430 xe tăng chủ lực, gần 1.400 xe bọc thép các loại, 190 hệ thống pháo, 70 hệ thống phóng rocket, 84 máy bay, 108 trực thăng và 11 máy bay không người lái cùng các khí tải khác của Nga. Cố vấn Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolak cùng ngày cho biết, quân đội Ukraine đang bắt đầu phản công lực lượng Nga từ nhiều hướng. Điều này đã và đang thay đổi đáng kể tương quan của hai bên. Tuy nhiên, chi tiết về hoạt động phản công của Ukraine chưa thể được kiểm chứng độc lập. Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc chiến sự ở Ukraine đang có xu hướng leo thang, bất chấp hai bên đang đàm phán nhằm tháo ngòi xung đột. Nga được cho là đang thay đổi chiến thuật, mở rộng tấn công sang các khu vực phía tây của Ukraine và tăng cường vây ép các thành phố lớn, trong đó có thủ đô Kiev. Trong bài phát biểu trực tuyến trước Quốc hội Mỹ ngày 16 tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng vận mệnh của Ukraine đang được quyết định. Ông kêu gọi Mỹ và các nước phương Tây tiếp tục cung cấp khí tải quân sự giúp Kiev đối phó với chiến dịch quân sự của Moscow. Ông Zelensky nói,
Nếu phương Tây không thể lập vùng cấm bay hay cung cấp máy bay chiến đấu, thì có thể cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Đáp lại, Mỹ tiếp tục bác bỏ ý tưởng thiết lập vùng cấm bay và cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, nhưng tăng cường hỗ trợ các loại khí tài khác cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 16 tháng 3 đã thông báo khoản viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD dành cho Ukraine nhằm hỗ trợ an ninh và triển khai các vũ khí tầm xa hơn cho nước này và coi đây là sự hỗ trợ chưa từng có tiền lệ đối với Ukraine trong cuộc xung đột giữa nước này với Nga. Liên quan đến các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết các đàm phán đã trở nên thực tế hơn, có tiến triển nhưng vẫn còn nhiều gập ghềnh. Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medensky cho hay, tính trung lập của Ukraine là điểm trọng tâm trong các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa hai bên nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Moscow muốn Ukraine theo mô hình trung lập và phi quân sự, nhưng vẫn có lục quân và hải quân riêng giống như Áo, Thụy Điển, hai quốc gia trung lập ở Tây Âu. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ đề xuất này. Một nước NATO sẵn sàng đưa S-300 cho Ukraine nếu điều kiện này được đáp ứng ngay lập tức. Tiến trình thúc đẩy cung cấp các tên lửa S-300 cho Ukraine đang diễn ra. Các nhà lập pháp Mỹ kêu gọi Tổng thống Biden làm nhiều hơn nữa để giúp Ukraine có được vũ khí mà họ đang tìm kiếm. CNN đưa tin, Slovakia đã đồng ý sơ bộ về đề nghị cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không S-300 để chống lại các cuộc không kích từ Nga. Hãng tin Mỹ dẫn 3 nguồn tin nắm rõ vấn đề này cho biết, hiện Mỹ và NATO vẫn đang cân nhắc xem nên làm thế nào để củng cố khả năng phòng thủ của Slovakia sau đó. Do vậy, thỏa thuận chuyển nhượng này chưa được đảm bảo hoàn toàn. Theo hai nguồn tin trên, một trong 3 đồng minh NATO sở hữu hệ thống tên lửa S-300 muốn các hệ thống này sẽ được thay thế ngay lập tức nếu chuyển nhượng. Những nguồn tin nắm rõ tiến trình đàm phán cho biết, bất cứ quốc gia nào cung cấp S-300 cho Ukraine đều có khả năng nhận được hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất để bù đắp. Đức và Hà Lan đã tuyên bố công khai rằng họ sẽ đưa các tổ hợp tên lửa Patriot tới Slovakia. Tuy nhiên, việc tích hợp hệ thống phòng không phức tạp mới vào cấu trúc quân sự hiện có của một quốc gia, cũng như đào tạo lực lượng của họ vận hành chúng, có thể sẽ mất rất nhiều thời gian. Một nhà ngoại giao trong khu vực cho biết, việc Slovakia cung cấp S-300 cho Ukraine chưa phải là một thỏa thuận hoàn tất, nhưng lưu ý rằng Đức đang đưa tới các hệ thống tên lửa Patriot để hỗ trợ Slovakia phòng thủ. Nhà ngoại giao này cũng lưu ý rằng quân đội Slovakia sẽ không cần trải qua khóa huấn luyện bởi họ từng vận hành tổ hợp Patriot trong hoạt động chung với các quốc gia khác trước đây. Tiến trình thúc đẩy cung cấp thêm các tổ hợp S-300 cho Ukraine diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang thúc giục chính quyền Tổng thống Biden hỗ trợ Ukraine có thêm hệ thống phòng không. Các nhà lập pháp Mỹ đã kêu gọi Tổng thống làm nhiều hơn nữa để giúp Ukraine có được vũ khí mà họ đang tìm kiếm, đặc biệt là sau khi chính quyền Mỹ phản đối kế hoạch cung cấp cho Ukraine các tiêm kích MiG-29 từ Ba Lan. Đại sứ quán Slovakia tại Washington hiện từ chối bình luận các thông tin liên quan. Theo CNN, một số đồng minh khác của Mỹ cũng tỏ ra rất thận trọng khi công khai những đóng góp của họ cho Ukraine. Bulgaria và Hy Lạp đang có các phiên bản S-300 hiện đại hơn. Hệ thống S-300 của Hy Lạp là một phiên bản khác so với các hệ thống mà Ukraine đang vận hành. Điều này đặt câu hỏi, nếu được cung cấp, liệu Ukraine có cần thêm các quá trình đào tạo vận hành để phát huy hiệu quả hay không?